Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Duyên. Mình là Linh. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ăn dâu tây quý sượt tộc. Quý sượt tộc. Thời gian gần đây thì mình thấy mọi người khá lo lắng về dịch bệnh virus corona. Corona chứ. Corona. Cái tên con virus này nó hơi khó đọc các bạn ạ. Virus corona thì mọi người có thể tăng sức đề kháng cho mình bằng cách là rửa tay sạch sẽ này, và ăn thật nhiều hoa quả có chứa vitamin C như là cam, quýt và đặc biệt là dâu tây các bạn nhé. Hôm nay thì chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách ăn dâu tây kiểu đặc biệt. Dâu tây kiểu gì Dương? Kiểu quý sượt tộc, quý sượt tộc. Đây là những trái dâu tây chính vụ của Jimmy Farm các bạn ạ. Thì hôm nay thì có một cái điều đặc biệt đó chính là nhà bếp của Jimmy Farm vừa mới làm xong một loạt các món ăn. Hôm nay chúng mình sẽ giới thiệu cho các bạn nhé. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn món bánh bông lan dâu tây. Tiếp theo là bánh mứt dâu tây. Và tiếp theo đây là món bánh panna cotta dâu tây. Và cuối cùng đó chính là món đặc biệt nhất của ngày hôm nay, món mới của Jimmy Farm, đó chính là sô-cô-la bọc dâu tây. Thì hôm nay bọn mình sẽ ăn dâu tây tươi theo phong cách Nhật Bản. Chúng mình trêu là phong cách quý sư tộc ấy ạ. Thì sẽ là dâu tây chấm với sô-cô-la và sữa đặc. Ở Việt Nam mình chắc có thể là ít người ăn theo phong cách đó. Thì hôm nay bọn mình sẽ hướng dẫn mọi người một cái món cực kỳ mới, để mọi người có thể thử xem là nó vị của nó như thế nào nhé. Bọn mình ăn thử đi Duyên này. Ăn quả to vào. Đây là một quả dâu tây siêu to khổng lồ. Sau đây mình sẽ ăn thử cho các bạn. Chúng mình ăn với sữa đặc trước nhé. Sữa đặc trước. Các bạn ơi, dâu tây ấy đang chính vụ nên là đã rất là ngọt rồi. Bọn mình sẽ chấm một ít thôi nhé. Vị cực kỳ đặc biệt các bạn ạ. Ngon đúng không? Vị nó đậm hơn ý. Nó ngọt đậm hơn. Người thật ra là dâu tây Jimmy Farm đang vào chính vụ thì mùa này đã hiện đang rất là ngọt rồi các bạn. Mà nó vẫn có hơi có vị thanh nhẹ, nên là mọi người có thể chấm với sữa ăn sẽ có một vị rất là đặc biệt đấy. Mọi người ơi, quả dâu to quá, ăn mãi không hết một quả. Đúng là siêu to, không? Siêu to ấy. Chắc là sau ăn quả này mình sẽ chuyển sang sô cô la luôn Duyên ạ. Sau đây thì bọn mình sẽ thử với cả vị sô-cô-la nhé. Tiếp đến sẽ là vị sô-cô-la rất đặc biệt. Dâu tây mùa này ngon thật. Nhưng mà chính vụ cũng rất là ngon. Một vị khác hẳn luôn chứ ạ. Mọi người theo mình thôi nhá. Thì sô-cô-la sẽ có vị thơm hơn, thơm ngon hơn so với sữa đặc ấy. Mình thử ăn. Nhưng mà em thấy không hợp lắm. Mấy con chim im mồm với tao quay. Chim bị chả chóc. Chim bị chóc. Mọi người thông cảm nhé. Tại vì Jimmy Farm là có cả một nhà thú, sở thú. Chim đâu với lại đẹp. Dâu Jimmy to quá. Mình chỉ dám ăn quả nhỏ thôi. Tại vì ăn quả to nó no quá. Im mồm. Tuy bạn Linh bên cạnh mình nói sô-cô-la ngon nhưng mà mình chỉ thích ăn sữa đặc thôi. Thời gian gần đây thì có khá nhiều khách hàng gửi câu hỏi về cho Jimmy Farm. Thì nhân tiện đây bọn mình cũng sẽ trả lời giải đáp luôn câu hỏi cho các bạn nhé. Thì Duyên sẽ là người đọc câu hỏi của các bạn, thì mình sẽ là người trả lời cho các bạn những thắc mắc mà các bạn đặt ra trong thời gian qua cho Jimmy. Và mình sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một số câu hỏi của các bạn gửi về Jimmy. Trong đấy có một câu hỏi của một bạn gửi về Jimmy như sau. Mình thấy rất nhiều người nói Jimmy Farm là trang trại dâu tây có diện tích lớn nhất Việt Nam. Vậy Jimmy có mấy tất cả mấy cơ sở hả bạn Linh?
Hiện tại thì Chimmy Farm có tổng cộng là 5 cơ sở với diện tích là hơn 10 hecta. Nhưng mà trong đó thì chỉ có mọi người chỉ biết tới 3 cơ sở chính. Tại vì 2 cơ sở còn lại là sẽ là dùng để sản xuất, chuyên để sản xuất. Còn 3 cơ sở chính sẽ là một là ở rừng thông Bản Áng ở Mộc Châu, 2 cơ sở 2 là ở bên đồi chè Trái Tim Mộc Châu và cơ sở 3 là ở ngõ 264 Âu Cơ Hà Nội các bạn nhé. Hai cơ sở còn lại là để chuyên để sản xuất là ở Mường Sang Mộc Châu và ở bên Đông Anh Hà Nội. Thì mọi người chỉ cần nhớ 3 cơ sở mà mình vừa đọc là có thể đến tham quan trải nghiệm hái dâu tại Chimmy Farm được các bạn nhé. Tiếp theo một câu hỏi nữa của một bạn gửi cho Chimmy với nội dung như sau. Mình ở Hà Nội và muốn mua dâu tây Chimmy thì làm thế nào? Bạn Linh có thể giải đáp cho các bạn Câu hỏi này đúng là câu hỏi này rất nhiều khán giả, rất nhiều các du khách có đặt câu hỏi cho Chimmy. Tại vì rất nhiều bạn là fan hâm mộ của dâu tây thì muốn mua dâu tây Chimmy thì mua ở đâu. Thì như mình có nói rồi, Chimmy có hai cơ sở ở Hà Nội, thì một cơ sở chuyên sản xuất và một cơ sở ở ngõ 264 Âu Cơ bên trong vườn hoa Bãi Đá Sông Hồng. Thì các bạn có thể ghé ngõ 264 Âu Cơ để trải nghiệm hái tại vườn, hoặc có thể gọi đến số hotline 0839891110 để được hỗ trợ ship tận nơi nhé. Và dạo gần đây có một hai cơ sở check in khá là hot, và có một số độc giả đã gửi câu hỏi về cho Chimmy với nội dung như sau. Đó là mình nghe nói nhà bóng Bali và nấc thang lên thiên đường đang hot ở Mộc Châu là của Chimmy Farm đúng không, và cho mình địa điểm chính xác. Xin mời bạn Linh giải đáp cho các bạn được biết. Đúng rồi, cái câu hỏi này thì đúng là thời gian qua trước Tết đúng không Duyên nhỉ? Trước Tết thì mình với Duyên phải gọi là ngập tràn tin nhắn của khách hàng có hỏi về địa điểm chính xác của nấc thang lên thiên đường và nhà bóng Bali. Đó là hai địa điểm check-in hoàn toàn mới và đang hot ở Mộc Châu. Thì Chimmy đã ra mắt trước Tết âm lịch, thì cũng được khá nhiều các du khách đón chờ và được lòng mọi người. Thì mình có thể trả lời cho mọi người là cả hai địa điểm đó thì đều được Chimmy đặt ở bên cơ sở 2 là Chimmy Farm bên cạnh đồi chè Trái Tim luôn. Mọi người có thể search Google Map là Chimmy Farm cơ sở 2 hoặc là search luôn là đồi chè Trái Tim Mộc Châu thì sẽ ra luôn nhé. Và thời gian thì cũng không còn nhiều, thì xin phép mình một câu hỏi cuối cùng của một bạn nữa cho chúng ta. Đó là ngoài sản phẩm chính là dâu tây Chimmy Farm, còn có điều gì đặc biệt thu hút nữa không, thì bạn Linh có thể giải đáp được không ạ? Câu này cũng khá nhiều người hỏi, tại vì mọi người thì ngoài biết tới là trang trại dâu tây rồi thì ai cũng biết là sản phẩm chính của Chimmy Farm sẽ là dâu tây, và là dâu tây tươi là sản phẩm đặc trưng nhất. Thì Chimmy còn có một số sản phẩm khác, như là tại vì Chimmy là một nông trại trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp dâu và rau sạch, thì Chimmy còn có các loại rau sạch này, cà chua cherry, dưa pepino, tím xanh, hoặc là có ớt chuông, và một vườn rau rất là xanh ngát luôn, để chủ yếu phục vụ cho nhà hàng của Chimmy các bạn nhé. Thì các bạn đến thì có thể trải nghiệm là ăn buffet rau tại nhà hàng luôn, có thể tự tay xuống vườn hái, sau đó nhà bếp sẽ chế biến cho mình, làm sạch chế biến cho mình. Trên đây đấy là một số câu hỏi của các bạn, trong một số các câu hỏi thôi, còn rất là nhiều câu hỏi khác thì bọn mình không thể nào mà trả lời hết được. Thì có gì mọi người có thể là bọn mình sẽ làm thêm những cái vlog như này để có thể là trả lời những cái câu hỏi đáp án thắc mắc của các bạn nha. Một em bé vừa mới chạy ngang qua các bạn. Quay xong chưa? Lấy dâu nào. Ăn nhiều đấy.